studied all day, studied all day. I go to school, do karate. Oh, you do karate? You do karate? Yes. Can you show me some moves? Can you? Đứng lại làm vài động tác cơ bản cho cô xem được. Không. No. Không. Why? Why not? Okay. Cô chẳng nhìn thấy mặt con đâu cả. Chỉnh lại cái màn hình thôi nào. Dập nó xuống một chút. Nhìn thấy mỗi cái mắt thôi. Dập xuống nữa nào. Yeah, good. Right. Rồi, đúng rồi đấy. Theo trước làm bài có tốt không? Khi nào cô giáo con trả bài? Có biết không? Con biết con đang ngày nào lên thư điện tử xem mãi mà chưa có điểm. Rất là sau. Rồi, khi nào có điểm thông báo cô nhá. Nhìn mặt đúng là mệt thật. Nhưng mà thôi học nhẹ nhàng thôi nhá. Mỗi hôm học nhiều quá thì hôm nay nhẹ nhàng. Thế bây giờ nhớ bọn mình vẫn sẽ phải ôn lại các kỳ. Share screen. Exercise content. À đây, hôm nay mình sẽ làm sao cái này nhá. Now. I want you to. Okay. From number 10 to number 20. Okay. You can you do from number 10? Yes. Yeah. Here. From here to here. Okay. This is present progressive tense. Present progressive tense. Why husband? Do you know the word husband? Husband có phải là dấu hiệu nhận biết của thì không? Husband là chồng mà. Chồng với vợ chồng ý. Progressive gì thì đây. Hiện tại tiếp diễn cơ, mình đang làm thì hiện tại tiếp diễn con nhá. Nào làm đi. Gạch chân các dấu hiệu nhận biết thôi nào. Thôi làm tới câu 11 đi, đừng làm câu 10 nữa. Làm từ câu 10 nhá. À, làm từ câu 11 đây đi. Đầu tiên mình sẽ gạch chân các dấu hiệu biết cho cô chứ nhá. Moment không phải mà phải là
là cả cụm cơ. Cả cụm nhỉ? Ất dương. Yes. Can you? Painting thì có cần thiết phải nhân đôi phụ âm cuối không con? Đâu có cần vì đây là kết thúc bằng hai phụ âm mà. NNT are consonants. N và T là gì đây? N và T đấy là các phụ âm mà. Chỉ khi nào kết thúc bằng gì? Một nguyên âm và một phụ âm thì mới nhân đôi thôi mà. Còn đây là kết thúc bằng hai phụ âm thì cần gì phải nhân đôi T? Is and drinking. Okay, good. Cô sửa lại cô câu 11 đi con. Sửa lại câu 11. Không nhân đôi đâu nhá. Không nhân đôi phụ âm cuối đâu. Cô bảo là làm từ câu 11 đến câu 20 chứ không phải là làm câu 11 và 20 con. Đúng không? Nghĩa là từ 11 đến 20 cơ mà. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nữa chứ. Yes. Now, number 12. Do number 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, okay? Yes. Very good. Yes. Repair là gì nhỉ? Có biết repair chỉ cho câu 14 ý? Không. Nghĩa là sửa có nhá. Cái vở đi. Từ này nó là động từ bình thường thôi, không phải là bất quy tắc đâu. Nghe nghĩa là sửa chữa động từ nhá. Động từ bình thường có quy tắc đấy, chứ không phải là bất quy tắc đâu. Repair. Có sự cái này có bất quy tắc nhỉ cô? Hả?
Sao? Đây này như nào là có bất quy tắc là như thế nào? Bất quy tắc là ví dụ nhá, check này, quá khứ là chúc này, hoặc quá khứ tiếp hoàn thành là checken này, được chưa? Còn có quy tắc là như nào? Là quá khứ thêm gì? Ed. Đấy, và quá khứ hoàn thành cũng thêm gì? Ed. Được chưa? Nhắc luôn để biết. Nào, làm cho câu 14 đi. Cô nhắc là cô đang nhắc của thì, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành, nhưng mà để mình nhớ thôi, chứ hiện tại mình đang làm bài quá hiện tại tiếp diễn. Nhưng mà cô muốn là cô cũng muốn con làm giống với câu 11, câu 20 này. Gạch chân tác gì? Dấu hiệu nhận biết trước. At the moment. Look. Oh, sao lại có us ở đây? Us là chúng tôi mà. Look. Câu 16 cũng giống câu look. Có dấu chấm than đấy. Từ nào có dấu chấm than đây? Từ nào? Con biết đấy, listen đúng không? Listen, nghe đây.
Yes, good job. Rồi, thế là thì này mình đã nắm được rồi đúng không? Very good. Nào, clear. Thế là mình đã làm đúng hết rồi đấy. Thế là nhớ, nhớ rồi nhớ. Đã nắm được cho cô thì hiện tại tiếp diễn. Được chưa? Bây giờ cô muốn con làm bài khó hơn một chút đây. Vẫn là bài hiện tại tiếp diễn nhá. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh ở thì hiện tại tiếp diễn đây làm cô đi. Từ 1 đến 4 trước, 1, 2, 3, 4 trước. Con làm ở chỗ trắng bên cạnh. Dùng từ gợi ý nhé, nghĩa là người ta hiện tại ta đang thiếu từ, được chưa? Biết rồi. Rồi, thế là In the room. Listening music là sai rồi. Listening gì nhỉ? Phải có gì? Có nhớ cụ nghe nhạc là gì không con? À. Là gì listening? Ok. Yeah. Listening to music. Now, can you write on your notebook? Listen to music nhá. Bên như này này. To yeah. Here. Listen to music. Phải đi về to nhá. Nghe nhạc. Okay. See that? Yes. Yeah. Hey, do you want to listen to some music? Finished? Room. Yeah. Hey. Oh. Are you very tired?
Are you tired? Yes. Do you want to study or do you like listening to music? No. No. So what do you want to do now? Study? Do exercise? Làm bài tập nhá. Làm bài tập mệt lắm không? Không. You look so tired. Do you look happier like this? Can you smile? Can you for me? Can you do this for me? Like, can you? Where's your pen? Now, again, do that again. Yes. And can you do that with your notebook? Can you do that with your notebook? Is it difficult? Khó đúng không? Sao mặt trông buồn thế? Smile. Can you? Right. Smile again. Yes, good. Now let's continue, okay? Feel better? Feel better? Happy? Happy or not? Happy? Okay, let's continue. Tiếp tục nhá. Tiếp tục làm bài đúng không? Okay. Yeah. Okay. Yeah. But you don't like. Đầu tiên có các bạn nghe nhạc một chút hay là gì đấy để mình nghỉ tí. Nhưng mà hình như là bạn không thích nghe nhạc đúng không? Còn bài hát nào yêu thích không? Không ạ. Thế thời gian rảnh làm gì? Thời gian rảnh á. I watch movies. So, what is your favorite movie? Favorite movie. What is that? It's. Nói tiếng Việt cũng được. What is your favorite? One Piece. One Piece. Luffy, right? Zoro. Luffy. Yes. Yes. Uh-huh. Mình các bạn, cùng mấy bạn liền đều thích, bạn thích xem Conan, bạn thích xem One Piece nhiều nhỉ? Bạn đều thích xem One Piece nhỉ? Cái gì nhỉ? Luffy à? Có thích nhân vật nào? Con thích Sabo. À, có cái sẹo trên mặt đấy á? Vâng. À, ok. Có thích nghe nhạc phim đấy không? Con không biết cái bài We are. Có nghe nhạc phim đấy không? No. Nhạc con toàn tua đi. Toàn tua nhạc phim à? Ok. Xe hết chưa? Con xe hết mấy trăm tập chưa? 600 tập à? Hay là mấy trăm tập nhỉ? 900 bao nhiêu tập đấy ạ? Xe hết rồi à? Chưa hết ạ. Con xe hết tập bao nhiêu rồi? Con xem đến tập 671 ạ. Hỏi ai đa số mọi người xem đến tập 600 mấy nhỉ? Biết con xem tập bao nhiêu rồi không?
Không. Đoán đi. Cô xem đến tập 900. Cô đọc được nửa quyển truyện rồi cô bỏ rồi. Con có đọc truyện đấy không hay con chỉ xem phim? Con xem phim thôi. Cô đọc truyện cơ, cô đọc được. À đâu, cô đọc được tập rưỡi không, cô bỏ rồi. Đọc cách đây hồi học lớp 11 rồi. Từ lâu lắm rồi nhỉ, chắc phải 7 năm, 8 năm trước rồi. Ngoài ra con thích xem phim gì không? Toàn hình Nhật Bản à? Toàn trong anime thôi. À, còn cô sẽ anime, con sẽ anime gì nữa không? Ngoài con pizza. One Punch. One Punch Man. Saitama. Trời ơi, One Punch Man này đúng không? Punch. Big Punch là gì không? Đúng rồi, theo One Punch Man là đấm một cái chết luôn đúng không? Một cú đấm rất mạnh đúng không? Sau này có muốn thành Saitama không? Không. Nhưng muốn thành Saitama thì phải làm gì? Đầu tiên phải mất tóc, lấy tông đơ của bố ra cạo trọc đầu. Con xem anh gì nữa không con? Hết rồi. Còn nhiều. Naruto. À Naruto. Cái gì? Cái gì? Sasuke. Cái thầy giáo mà bịt cái mặt tên là Kakashi. Thích nhất mặt nào con? Boruto. Naruto à? Ok. Boruto à? Ai cơ? Boruto. Naruto à? Vâng. Ngày xưa đọc được tập 34 Naruto xong rồi đọc được nửa quyển cũng bỏ rồi. Đọc ở lớp cơ, đọc với bạn. Có xem Kuroko không con? Phim gì à? Phim bóng rổ ấy, có xem không? Không ạ. À thế à? Chán nhỉ. Như các bạn bây giờ tầm à xem Naruto này cái gì. Ai không biết có xem Hitman Reborn không nhỉ? Xem Reborn không? Có cái gì nhỉ? Tsuna với cả Reborn ý. Có xem gì không? Không. À. Thế ngoài bạn xem gì mà nó còn mọc cái gì mà nó có mũi tên hay là cắm vào người rồi nó hiện ra linh hồn gì ấy, nó bay bay theo người ấy. Phim á? Vâng, trong anime mà. Không có nhớ tên phim đấy không? Không, không. Cắm vào người xong rồi bay bay cái phim gì? Không, người ta đi săn cái mũi tên nó có một cái mũi tên đấy. Lạ nhỉ? Em đang mới biết. Đúng ngoài phim đấy là con phim gì không? Có. Gì không nhớ tên thôi. Thế con phim gì nhớ tên nữa? Đó xem phim nhưng không nhớ. Không nhớ là cả tên tiếng Việt của nó luôn. Ok. Có xem Conan không con? Thám tử. À rồi. Thích nhân vật nào? Shinichi à? Hay Conan hay Kid? Kid ạ. Kid ạ? Có mơ sau này thành Kid đâu? Giống Kid đâu? Không. Tại sao? Kid đẹp trai nhiều người yêu cơ mà. Trộm. Trộm. Thế thích bảo là ai? Có muốn giống Shinichi không? À. Sao? Why? Cũng đẹp trai nhiều người yêu với cả giỏi, học giỏi mà. Lý do tại sao không muốn làm Shinichi? Con không thích. Thích Kid. Nhưng mà không muốn thành Kid vì Kid làm trộm. Để thế mà vẫn thích. Ok. Có thích nhân vật nữ nào trong phim đấy không con? Hay là thích mỗi Kid? Có thích không? Không thích này. À. Không. Ok. Hết phim hay rồi nhỉ? Chắc là... Không, nhưng mà nghĩa là mấy phim nổi ý. Doraemon, cái thứ chắc ai cũng xem rồi. Doraemon trong Boss Kids mà cô.
Cái gì cơ? Doraemon trong Boss Kid mà. Boss Kid ạ. À, có nghĩa đây là cái trang của... Đấy là trang gì? Trang xem anime gì? Không. Ừ, Boss Kid rồi, nhưng mà nghĩa là trong cái trang anime đấy nó có cái mục đây là Boss Kid, ấn vào không? Nghĩa là cái trang xem phim không? Không ạ. Ok, được rồi. Ờ, thế mình không phải là Kid à? Thế mình là gì? Không phải là trẻ con à? Con là gì? Người lớn à? Adon à? Adon à? À, cái gì giả kim thuật sư các thứ có xem không? Không ạ. À, rồi. Thôi rồi, bây giờ nói chuyện rồi nhé. Bây giờ lại trở lại làm bài tiếp này. Nào, làm cô tiếp câu 2 nhá. À, câu 2 làm lại xem nào, xem còn nhớ không? Làm câu 2 lại. Vâng. Bây giờ mình hướng dẫn gì? Naruto đó con gì á? Lớn lúc đấy rồi. Nghĩa là bây giờ nó 15 tuổi, tôi tưởng xong rồi. Biết. Có con thì biết là có con rồi, nhưng mà không nghĩ là lớn đến mức đấy. Ờ, ok, nào, number 3. Cái gì cơ? À, Attack on Titan á. Cái phim con nói là cái phim mà có bọn người khổng lồ á. Dạ. Cái phim con nói là cái phim mà con bảo có mũi tên bay bay theo là phim mà có bọn người khổng lồ á. Từ, chờ con chút. Phải cái này không? Yamero. Phim này không? Vâng. À đúng rồi, Eren đúng không? Đây đúng không? Vâng. Ôi kinh nhỉ, bé tí xem phim này rồi cả kinh ấy. Phim này toàn đánh nhau ăn thịt người thôi. Ờ nhưng cô xem phim này hơi, cô xem đọc cả chuyện luôn rồi đấy. Xem đến đoạn nào rồi? Ờ nhưng phim đấy công nhận xong mình quên mất cái phim đấy. Tự nhiên quên là phim đấy nổi. Cái hắn ý. Cái mộ ghi ấy. Rồi làm tiếp câu 3 nhá. Ủa, phải làm đầy đủ chứ. Tất cả thiếu gì rồi? Không ba chấm như này đâu, phải làm cả câu ra vì đang vẫn thiếu. Ờ, reading a book. Gì nữa cơ? Trong phòng cơ mà, trong phòng có từ gì nữa? Đây bây giờ con xóa đi làm lại đi. Với cả đang thiếu gì tu gì? To be. Làm cẩn thận. Làm lại câu 3 đi. Thank you.
thiếu cái gì? Người ta nói là gì? Trong phòng của cô ấy, cơ mà trong là gì con? In. Đấy, thì phải là in her room, viết thêm vào. Lại phải xóa, làm ghi lại. Hôm nãy giờ rồi vẫn viết lại đi, không là không được đâu. Không là cứ quên đấy. Nào, lại viết lại lần nữa, viết cho đúng. Xóa đi, xong rồi làm lại đi, erase đi. Viết lại câu 3 đi. Đầy đủ chính xác nhá, đừng thiếu to be, đừng thiếu giới từ in đấy. Làm lại xem nào. Vâng. Và phải reading a book nhá, chứ là đừng có thiếu a luôn đấy. Đọc một cuốn sách. Ok, now, number 4. Nhìn number 4 kỹ nha. My mother works in the garden now. Mình 5 phút hết giờ rồi, cố lên. My mother is working in the garden now. Yes. Number 5, can you? Yes. Yeah. Nice. So I'm watching the TV now. Okay. Number 6, can you? Hai câu nhé. Câu hỏi này, câu trả lời này.
Very good. Doing viết sai rồi. Sẽ do sing. À, phải bỏ e cho mình chứ cô. Con biết là do sing này. Con đang bị viết sai này. Thấy không? Vâng. Doing mình viết nhầm chính tả rồi. Bố vẫn đu sinh là sao? Nhìn thấy không? What is she doing? Nhìn sợi đu sinh này. At the moment, she is cooking the dinner. Okay. Now, thank you so much. Hôm nay nhá, lát nữa sẽ làm bài tập về thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn sẽ trộn hai thì với nhau để làm. Okay? Bài tập về nhà ấy. Vâng. Yeah. Now, tired now? Are you tired now? No. No. Good. So, do you like Eren or Levi in Attack on Titan? You know Attack on Titan? Yes or no? No. Now, here, can you see Attack on Titan? Tấn công người. Titan là gì? Không gì nhỉ? Khổng lồ, người khổng lồ, to, khổng lồ đúng không? Đúng không? Yes? Vâng. Yeah. So. Con xem phim này nữa này cô ơi. Hmm? Con xem phim này nữa. Nào đâu? Chẳng biết. Cô không nhìn được màn hình của con đâu nhỉ? Cô không nhìn được màn hình của con. Con nhìn được màn hình của cô thôi. Chờ một tí phải làm nào để cô nhìn màn hình của con đây nhỉ? Xem nào. Phải chắc phải chuyển đây rồi host xem nào làm nào để chuyển chờ cô một lát nhá. Phải làm thế nào để chuyển sang bạn làm host cơ, con phải làm host thì mới nhìn được. Cô mới nhìn được của con. Cô không biết chuyện. Hôm trước cô vừa mới nhìn thấy cái đấy mà cô quên mất rồi. Mò. Make host. Yes. Nào bây giờ con share screen đi. Cô ấn vào nút share screen không? Nhìn thấy không? Trên màn xem màn hình ấy. Bên cạnh nút chat ấy. Nó có... Nút chat ở đây. Share screen có nút mũi tên ý, mũi tên hướng lên ý. Đấy, xong còn cái gì nữa cô? Ấn chưa? Ấn rồi. Nhưng mà cô vẫn không nhìn thấy màn hình của con, nghĩa là con làm host rồi mà sao cô vẫn không nhìn được của con nhỉ? Ấn vào mũi tên không ấn gì nữa. Ấn vào mũi tên thôi. À. Thế có nghĩa là con làm host rồi mà cô vẫn không nhìn được. Chờ con xíu. Thế ấn vào mũi tên rồi nó có hiện ra cái một cái bảng không? Có ạ. Thế thì bây giờ con phải ấn vào đấy nhá. Nhìn thấy có bảng rồi đúng không? Thế thì rồi phải ấn cái nút nhá, cái gì mà chia sẻ âm thanh ý, share sound. Có 3 nút cơ cô. Không phải nút chat. Nhìn thấy nút chữ share screen không? Nút màu xanh ý. À cô thấy rồi. Đấy phải ấn nút đấy. Đây. Ấn chưa? Rồi. Ôi, bây giờ cô mới nhìn thấy màn hình của con. Đây đánh đi. Azozo. Azozo. À biết cái này rồi. Biết thôi nhưng mà toàn đọc fanfic. À lầm. Nhìn thấy ở trên My Little Manga.
Còn này nữa. Ngoài ra phim gì nữa không? Hết rồi. Cái gì? Tokyo Go á? Hay là phim gì? Phim đấy nhưng không biết gõ kiểu gì ấy. Phải chữ tờ đầu tiên không? Có phải chữ này không? Đâu. Ơ sao cô không dùng được annotate ở đây nhỉ? Lạ. Đấy là đánh theo cô, xóa đi. Xóa 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 xóa. Viết cái này đúng không? Tờ. Xóa hết đi. Đúng không? Ngạ quỷ Tokyo đúng không? Ăn thịt người đúng không? Vâng. Kaneki. Kaneki. Thật là xem phim dã man vậy. Hay mà cô. Ừ, hay nhưng mà dã man. Đánh ăn nhau, ăn thịt người. Có có xem phim ăn thịt người thì còn phim gì nhỉ? À, gan. Chắc là... À, cái gì? Death Note chắc là nổi phải xem. Death Note ý, có cái gì nhỉ? Light. Death Note ý. Xong kiểu gì hả cô? Chữ death chết đi, d e a t d e a t h thế á cô? Không, đây là Deadpool. Chữ t và chữ h nữa cơ mà. T h đây á cô? Death Note ngay đầu đấy, ngay đầu ấn vào đi, ngay đầu tiên luôn đấy. Ấn vào hình ảnh xem. Đấy, còn có xem phim này không? Từ từ để có vào hình ảnh có xem đó. Cái gì như này mới biết được. Nhìn mà không nhận ra anh là chưa xem. Nhìn ảnh. Có cái thằng này, cái sổ này nó ghi vào. Cứ ghi vào đâu thì... À, có xem rồi. Ghi tên này là người ấy chết luôn. Đúng rồi, 40 giây mới chết mà đúng không? Chết vì bệnh tim đúng không? Không. Ừ. Cô xem được 2 tập rưỡi. Con xem gần hết này. Thế sao không xem hết luôn đi? Ông có cả Donald Trump ở trong cái đấy. Có cả ông Trump ấy. Ok. Tiếp xem nhiều phim rồi nhỉ? Mình toàn xem phim gì nhỉ? Thế đâu mà đọc chuyện rồi. Hết chưa? Con nhiều lắm. Cái gì nữa? Không nhớ nổi tên luôn. Tả đi, tả phim có thằng nào như nào, con nào như nào đi. Khó tả lắm cô ạ. Đây phải khoe quả tay con tay từng cho bạn này xem. Đây này. Tả đó. Máy này. Đây cho con thấy thế nào gọi là fan thực thụ nhá. Nhìn thấy ai đây không? Có. Chắc không? Cô có một đống ảnh luôn. Này. Chị nhờ. Cô. Thế mới gọi là cô. Cô phải hơn. Chắc không? Chị nhờ. Đây này. Đó, một đống luôn. Cô lấy đâu hơn nhiều đấy. Thì mua chứ ở đâu, hơi bị đắt đấy. Bài bằng hình. Rồi. Nhiều lắm. Cái gì đấy? Đấy á. Ngoài ra còn phim gì á? Hết rồi. Gintama. Cái gì hả cô? Gintama. Xem Gintama không? Phim gì cơ cô? Gintama. Gintama. Có cái thằng mà nó cứ có cái cầm cái kiếm ý. G-in-gin ý, G-in-n. Không N cơ, ta mà. Đấy, ngay đầu tiên,
Gintama đấy. Thành chưa? Chưa. Cuối cùng đã có Phi chưa xem đấy. Khi nào xem đi nhá. Chạy á. Từ bao nhiêu cười. Okay. Nhưng mà nhá, bạn xem phim vừa thôi nhá. Xem phim nhưng mà phải học vào nhá. Nhớ chưa? Nhớ đấy. Lát nữa cô cho làm bài tập. À không. Nói chung là cô cho bài tập mai con làm cũng được. Đằng nào thứ 6 mình mới học tiếp cơ. Làm khi nào mà mình... muốn làm. Hiện tại em xem cái phim này à? Jojo à? Ừ. Như cái nó không được chắc gì cả. Đây là trang phim mới, đang xem cái phim mới. Cái này con mới xem. Thì cô là trang này tên là trang phim mới. Bây giờ xem mấy cái này mới đấy. Mấy trước mình xem cho mình. À không, hồi cho mình xem mấy cái gì nhỉ? Khắc khoản ra các kiểu ngày trước chẳng không thích cái còn gì vẽ đẹp vừa đẹp. Vẽ đẹp, nội dung. Thế nãy giờ có quên mất không tắt record đi, nãy giờ cứ thu âm cái linh ta linh tinh. Đâu nhở? Bây giờ nhá. Dạ. Bây giờ con stop share screen đi. Stop share screen đâu? À đây. Stop xong ấn đâu cô? Xong ấn đây à? Đấy là, không, đấy không phải stop recording đâu. Đấy, được rồi. Ok. Ok, được rồi. Còn mệt không? Không ạ. Yeah. Mình, con đi tập karate à? Vâng. À, karate. Karate đúng Ran ở trong phim Conan đấy. Ơ, đâu rồi? Where are you? Đâu? Ran trong Conan là karate, còn con học karate đô. Karate đô và karate khác nhau à? Khác nhau. Cô tưởng là giống nhau. Khác nhau. Karate đô nó như nào? Nó là đánh nhau hay là nó là biểu diễn một người? Karate đô là nó kiểu như là dùng cả chân cả tay, còn karate nó thiên về chân hơn. Chờ một chút nhá. Có biểu diễn như này không? Sao cô không phải host mà cô host mà cô vẫn bật được cái này hả cô? Bây giờ cô là host rồi hay sao đấy? Đâu? Thì à, cô chả biết. Con là taekwondo hay là karate do? VS. Karate do. Thế taekwondo và karate thôi. Karate do như nó là tên tiếng Nhật của nó đấy chứ. Đâu? Khác mà cô. Có như này không? Có đập kiểu này không? Con đứng dậy làm vài đường cơ bản. Đâu. Bây giờ con làm vài đường cơ bản đi. Làm vài đường cái tay không. Làm vì sao? Không. Why not? Why?
con không thích. Ngày trước cô cũng học võ đấy, học võ cổ truyền Việt Nam như này. Where are you? Võ cổ truyền này. Xong như này. Cái kiểu võ cổ truyền á. Võ cổ truyền mà như này. Như này. Ok, được rồi nhá.